Hello, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình là Thành Bim Đúp. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài răng cũng như là kỹ năng đó. Rồi, ok, hôm nay thì mình sẽ giao lưu với bạn nữ này. Bạn nữ này thì là top tặng gà cho mình luôn. Đấy, tặng toàn hàng xịn thôi à. Đó, các bạn coi này nha. Đấy, trong top thì bạn đây tặng toàn xe hơi, máy bay. Mà anh em biết rồi đó, một cái máy bay là cả ngàn UC chứ ít đâu, thế mà vẫn tặng được đó. Nói chung là hôm nay mình làm clip giao lưu với bạn này tí thôi. Rồi, ok, chào mừng anh em nha. Cảm ơn anh em đã like và subscribe kênh video ủng hộ Thịnh nha. Anh em nhớ like, subscribe kênh ủng hộ Thịnh tiếp nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Mấy hôm nay bận đi quay siêu xe nên là không có quay được đua xe bắn súng trong game này cho anh em xem. Anh em thông cảm cho Thịnh nha, tại vì mình làm hai kênh YouTube á, một kênh xe, một kênh game. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ cả hai kênh Thịnh. Rồi, bây giờ mình sẽ vô đây. Elbozo. Đó, mình sẽ hướng dẫn anh em cách cày răng nha. Cày răng quán quân cũng như chí tôn đó. Rồi. Thì đây mình quan sát mình thấy có team ở đây nè. Mình cứ lúc súng đi anh em. Ui. Ui có em boss, xuống đây làm thịt á. À, boss giờ nó ghê lắm anh em. Nó bắn mình gần chết luôn á. Với lại nó di chuyển nó bơm máu các kiểu như người á. Gì em? Mark the location. Điều yêu thích à? Lúc súng rồi đã, lúc súng rồi đã. Từ. Đồ. Mark the location. Gì vậy? Cái gì? Sao em? Nói. Trời ơi, ông boss yêu đó hả? À, chưa có súng à? Ok, ok, để anh qua. Anh em thấy không, boss nó cầm berry nó sấy à, hồi là rụng luôn á. Ui. Ui. Ngon. Lần đầu được 3 em boss luôn nè. Lần đầu tiên mình được ăn 3 boss á. Rất hiếm khi mà. Có người anh em ơi. Qua. Đang qua. Tại vì boss thường nó chia cho nhau, mỗi người mỗi con chứ không phải là đứng tập trung một người anh em. Đó, hơn mình được 3 con. Giờ đây có người nè. Bắn mà 16 như shit ạ. Từ, quan sát anh em ơi, nãy đây có team. Bắn nha. Thấy nè, chạy nhà cháu nè. Ui, nó KS rồi. Hay. 5 người boss vậy. Xuống luôn đây. Mình đi qua mình đẩy nè. Anh em có cách mình đẩy nha. Watch out. Ok, giờ mình sẽ đẩy ở đây mình quan sát cái đã. Coi có nó ở đâu mà mình đẩy vô từ từ. Ok em ơi. Còn ở trong thi đấu này. Ok. Đó, giờ biết trong nhà thi đấu phải không? Mình sẽ đẩy phải, còn đồng đội mình sẽ đẩy trái. Quan sát kỹ nha anh em. Đấy. Đừng đi ẩu. Nó đứng trên nó sấy là nó gạt luôn á. Giờ mình khói ra nè, để có gì mình chạy vô, mình có bị nóc á, yếu máu thì bơm máu được. Đó, thấy chưa? Đẩy vô. Rồi, hai người rồi, chia 2-2 đẩy nha anh em, để chẳng đừng đẩy lẻ chết á. Trên lầu nè. Xuống rồi. Nóc 1. Còn trên tầng 3, lên luôn. Lên thẳng luôn. Trời ơi, nó bị dướng cái cầu thang nữa anh em. Đó anh em thấy không? Chơi đồng đội mình tập trung lại mình đẩy cho nó nhanh. Chứ đừng có đẩy lẻ nó gạt lẻ tẻ là chết là mất người. Mà mất người mấy bot cuối là không có chơi được đâu, bảo đảm luôn. Giờ mình đi qua bên này Picado nè. Kéo qua Picado thử có team nào không. Đó mình đi chung xe anh em. Để gì mình phản xạ mình xử lý cho dễ. Ui làm xe rồi. Vô nhà. Có Red Zone nha anh em ơi. Red Zone giờ nguy hiểm lắm. Nó nổ 4 thằng nữa. Trừ 30 điểm. Bây giờ mình đi qua San Martin nha. Qua Picado không có thì qua San Martin thôi. Đó mình lái xe. Có thể chứng mặt không kìa. Ok, thấy nha. Dừng lại xáy luôn. Ui. Trời nó ngon kìa anh em. Bắn 4 viên gì nó nổ rồi. Bất ngờ luôn á. Mình cứ tưởng là nó đi qua rồi. Trời ơi, hai xác à, nằm kìa. Sướng. Trời, tự nhiên được lái xe mà được mạng xáy xe sướng. Ba thằng. Ba sát luôn, sướng. Ơi nồ, anh em ơi. Giàu rồi, có đồ chơi rồi. Full đồ luôn rồi. Đó, full giáp nước, mũ nón rồi. Giờ đi qua San Martin à. Mình sẽ chỉ anh em cách lái xe thông chốt nha.
anh em đi vô cái đường hẻo này nè. Đó, mình chạy mình dán mà đừng có tông vô bức tường rồi được. Thông chốt nè, đấy. À, không qua đây luôn là nó sấy không kịp đâu. Nếu mà biết có người thì quay lại. Còn không có thì thôi đi. Hai luôn. Có không? Ui bên trái nè, bên trái sấy 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 sấy. Được. Ui nóc hai rồi. Cú lẹ. Được. Trời ơi. Đẩy ra. Quým. À, sấy tốt anh em. Sấy nóc kìa. À, hai team đang bắn nhau, hai team nha. Này hai team đang bắn nhau, có mình vô giữa nữa, kẹp giữa đi. Máu đi, máu nước đi trời đó. Ui. Sau lưng, bỏ vô em, bỏ vô, anh khói cho, bỏ vô. Nè, anh em muốn lúc sát này anh em nhớ khói nha. Đó, chứ đừng ra lúc nó sấy cái nóc liền luôn á, biết bắn đó, bắn tốt á. Đó, giờ mình khói ra mới lúc được nè. Rồi, có cớp rồi, có cớp rồi. Đó, 6, 8 khỏe re luôn em. Đó, lần này mình sấy trả đam nè, không chịu phát nào thôi coi. Cầm be, thấy rồi. Cầm be nè, tiếp 4, tiếp 3 nhiều lắm nè anh em ơi. Đó, full cup đi nè, vô nhà chơi nó. Lấy góc đẹp đẹp cái đã. Lấy trên lầu á, mình bắn xuống được. Chứ còn đứng dưới đất bắn không được. Nó khói vậy hả chưa? Đi bo giờ cái gì? Rồi bo rồi. Nó khói. Ôi. Ôi mẹ. Bò vô. Sao, cố được. Xuống đây cố. Bò vô đi. Ở đâu vậy? Ừ, dưới chỗ của cô nóc này. Ok, cô cứu nha. Cô cứu nha anh kia chưa chưa? Em đây. Ok, để anh kia hàng sau nữa. Khói kìa. Kìa anh chạy lên đồi kìa, thấy không? Đâu? À, thấy. Mẹ thằng lồn. Yếu rồi. Bằng bộ tao mày. Rồi, xong, liên sao? Liên đằng sau đúng không? Ừ, liên sao em, còn bên đường thôi, còn tiến bên đường. Nó đâu ta? Dưới rào. Ok. Thẻ đâu ấy? Thấy là, nghe hàng rào luôn em, nghe chỗ mình đây nè. Đây là. Đi móc mark the location. Đó, nè. Ôi, xe chạy này. Lấy xe kìa, nghe tiếng xe chạy kìa. Thấy. Nhưng mà ở trên cao mới bắn được, dưới đây đâu khuất rồi. Ở trên mới bắn được. Thôi bỏ đi. Chạy mẹ ơi, chạy mẹ ơi. Mình lấy xe em đi nè, bo là bo 4 rồi. Chạy bo đi rồi. Đi nè anh em ơi, bo 4 rồi nè. Bo khác là chết á. Nó 1500m. Giờ kiếm xe nè, nãy bắn nổ xe hết luôn rồi. Để kiếm xe cái đã. Đấy, qua đây có chiếc siêu xe của Hảo để lại rồi anh em ơi. Lấy siêu xe vàng rồi đi. Ở đi chung xe thôi anh em. Để mình như mình pha nãy đó anh em thấy không. Vừa quẹo vô thấy nó đứng sấy cười. Sấy nóc 2 luôn. Đồ cao 115. Ôi, bên trái kìa. Ui nhà anh ơi. Ok, giấu xe nha anh em. Mình chơi mình giấu xe để mình lát đi mấy bo sau đó. Mình mà không có xe là dễ bị toan lắm. Nên là mình phải giấu xe kỹ vô nha. Giờ uống full nước vô đi. Ví dụ mình bắn nó đỡ. Nó thấy mình rồi nha. Ui, nó thấy ốp này nha. Nó có ốp kìa. Giờ một lấy xe công nó luôn. Bên đó nó có 2 thằng rồi. Tầng 2. Ừ. 2 thằng đi anh em. Đi. Là 2 thằng mà kêu mình từ bên xoan tới giờ ấy. Đúng rồi. Ôi. Ủa nó ngoài bo mà. Đi qua anh chị. Ừ, nó ngoài bo này, kê nó. Kê bo thôi. Cạnh nó lấy xe đi, mình thấy nó. Thế xong rồi nè. Xe kìa, ngoài đồng kìa. Ôi, à, ốp kìa. Mẹ có ốp. Kê bay. Đó. And you don't have me. Hiếp mì à. Có ốp mà. Có cô cứu rồi. Khỏi lo, có y tá rồi. Y tá xịn đấy. Y tá chỉ tô Việt Nam. Giấu xe đã, giấu xe. Mấy xe mà nó phá anh em là mình lắp mình đi bo không được. Thì men nó xuống mất chạy bo rồi. Ủa, đi à? Chạy phải rồi. Ok. Nó chạy nè. Watch out. Đâu? Chạy ra khu nhà rồi. Ok. Đó, mình giữ xe lại anh em, đang đi bo nè. Chưa. Quan sát đi. Đồi này trống lắm. Đúng rồi, chứ mày.
Ôi, lẹ. Thằng kia nó chạy qua đây rồi này. Watch out. Bên, ok. Đấy, xe nó trên đồi ấy. Ok, ok. Ôi, bắn cà. Có, bên tay bắn ra kìa. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Có mà, bạn đông á, còn đông lắm á. Ui, đâu vậy? Cho mấy mươi, một viên rồi. Nóc. Cú đi em ơi. Bộ nó xuống cú nè. Đó, xe chạy. Mấy cái bọc cuối đi gần nha anh em. Đó, có nóc thì cú kịp. Để mà nó nóc nhiều quá, nó đẩy luôn á. Đừng có để nóc 2, 3. Phá xe nó luôn. Phá xe luôn, cho khỏi đi bò. Rồi ok rồi. Đó, đứng gần gần mình cover cho nhau kìa anh em. Đập hướng nó cũng chuẩn nữa, chứ mỗi người mỗi góc bắn thì nó mình đập hướng lên nó không chuẩn được. Nên mình cứ đứng gần gần nha. Đó, bên te có luôn nè, bắn cái xe cháy rồi. Phun nước vô anh em ơi, phun máu luôn. Để lát mình chạy bo kịp. Kê đi, tôi lấy cái đầu đằng trước nè, kê nha. Giờ kê bỏ kê. À, hàng lẻ nãy chạy vô rồi, chạy bo rồi, tâm. Kê, tôi chạy bo nè. Lấy cái đầu trước rồi nè, để lắc đi bo, kê bo luôn. Qua đây kê bo nữa. Nó phải lấy xe. Đúng rồi, chết bo rồi kìa. Ủa, hay. Kê kìa. Ké được mẹ con vậy. Trong nhà ơi, canh bo, mình cũng canh đi bo nha. Chóng quá, đây chóng quá không được. Xuống. Mình cũng canh đi bo nha anh em. Không được mà để ham kêu quá. Nó một khu nhà. Đừng có đẩy. Giờ là bo là nóc là hết cứu luôn á. Bỏ đi bo đây. Đúng rồi. Bỏ đi bully ơi. Còn khói không? Bỏ khói nè. Xuống đây em, xuống đây cô ơi. Xuống bo đây này, bo này. Mình canh khói nè. Mình khói qua đường. Tại giờ chóng lắm anh em. Nó mà còn thêm bển kê mà không khói là chết. Mark the location. Gì vậy? À, thấy à. Nóng. Khói ra. Khói đi bo em. Nhanh. Đó, nem khói nhớ chuẩn vô nha. Khói một đường thẳng á, qua đường chứ đừng có khói mà là linh tinh la ta. Khói chỗ một cục. Trời, chưa gì qua đường rồi. Watch out. Ngay đây có người biết có rồi, người. Biết ở đây luôn. Đó anh em thấy chưa? Mình khói nè. Đi qua là mình chạy hai thủ luôn. Tại bully ơi. Hay. Nóc rồi. Ok em. Chạy luôn em. Nóc 2 rồi. Hay. Ở giữa đường hai đây. Bên trái nhà. Rồi, ok, có đội rồi. Ui, bên trái trên lầu có luôn em ơi, hai bên. Các bạn này. Trên lầu có nha, bên trái mình có luôn. Chết rồi, chết sau rồi. Xong rồi, lia team sao rồi. Đó, anh em thấy chưa? Chỗ nào Thịnh ơi? Chia 22, trước mặt tôi, nhà 2 tầng. Trong nhà gì? Ừ, 2 tầng. Đây em đang nhìn ở bên này rồi. Trước mặt nè, có hàng rào nè. Yếu nè, đẩy luôn. Còn 3 thôi. Ui, nó kê kìa. Yếu rồi, này yếu luôn hả? Này em ơi, ghê quá cô ơi. Thằng hai mạng luôn, quá dữ. Đấy, anh em thấy chia 2-2 không? Một người giữ tiếng sau, một người giữ ở giữa bo, đi bo đó. Tại vì mình mà không vô bo được thì lát team này nó kê lại, mình đâu băng qua được đâu. Khói hết là thua. Đó, quá hay rồi. Ok, giờ làm thêm ván mới nha anh em. Trận này thì mình gặp được fan. Đó, fan mình hẹn bo cuối nhau nhưng mà... Ok luôn em ơi. Để xem thế nào nha. Rồi, bye bye luôn. Rồi, đây trận mới nè anh em. Mark the location. Tại trận này cũng toàn thứ dữ nè. Đấy, hấp dẫn nè, trận này hấp dẫn nè. Anh thấy nó rồi. Đây, để bật mic. À, để bật mic on lên em. Đây. Hello anh em nha. Anh em không? Hello anh em. Ok. Hello anh em. Thành về đâu vậy? Biết rồi còn hỏi. Biết rồi còn hỏi. Hello anh em nha. Bây giờ mới thấy tới anh. Pekado hay là Elpozo anh ơi? Cho này em thấy anh nhảy Pekado suốt anh ơi. Pekado. Pekado Pekado. Hẹn em vào cuối nha. Để bùi vô đúng không? Chơi không? Biết rồi đừng có kê nha. Biết rồi. Coi clip biết rồi đừng có kê nha. Anh Thịnh ơi.
Hello. Hello anh em. Hello. Anh Ai Vi Cường kìa. Ai Vi Cường. À, gặp Cường nhớ gạt nha anh em. Gặp Ai Vi Cường nhớ gạt giùm cái nha. Ok. Hẹn em vào cuối nha. Rồi, hẹn em vào cuối nè. Ở vào cuối gặp nhau nha, chơi nè. Chào mọi người có trở lại clip của mình là thích BM đúp. Đúp chứ phải đúp nha. Đúp nha. Ok. Rồi, ok. Nhảy anh em ơi, giờ mình xuống Elbozo nè. Anh em biết mình làm clip thì mình nhảy đây thôi. Đó, giờ nó chạy hết rồi, sợ rồi. Biết mình nhảy Elbozo nên đây không có ai luôn em. Giờ mình lúc xong rồi mình kiếm súng rồi xong mình đi liền thôi. Đi săn người luôn. Đó, kiếm mấy cái súng rồi xong rồi đi thôi anh em. Đủ súng, đủ giáp, đủ đạn rồi đi thôi. Không còn full đồ đâu, chỉ còn sơ giáp 2 đi được rồi. Đấy, giờ mình đi qua Sa Martin nè, nãy Sa Martin giữa đường bay. Giờ mình đi qua Sa Martin đi bắn thử nha. Vô Sa anh chơi luôn, còn có người không? Trời, nó biết làm cái gì đi. Ôi, chấm nhà. Bắt luôn. Hai team bắn nhau nha, đang cộng nhau. Từ thôi. Chị nóc à? Ui, bên phải con ơi. Chết một bên đây. À, nhảy xuống mà nó đứng kề sẵn là thôi, gạt luôn anh em. Đâu có kịp mà bỏ vô đâu. Chị nóc hay gì á? Chị nóc á. Tôi đã xong rồi. Thằng này chết rồi. Ok, nhà trong. Ui, lỗi nha, lỗi bơm. Lâu lỗi anh em, mình bấm cái là nó xuất luôn rồi chứ nó không có giữ lại được. Bơm á, bị lỗi. Đó, mình không biết mấy thằng, cứ quăng mìn lên. Đó, thấy chưa? Nó một thằng nè. Mình nóc rồi hãy đẩy, chứ giờ mình đẩy lên sớm mình không biết nó kê là dễ bị gãy lắm. Rồi, đây rồi. Và bỏ con người. Sao? Đây có người thấy rồi. Đó, hai team anh em, hai hướng luôn. Đó, hai team bắn nhau à, mình vô người thứ ba. Ui, trên núi nữa kìa, bốn tim luôn. Đó, mình bắn mình nhấp nhả nha anh em, nhớ nhấp nhả nha. Đó, mình spam kill á. Nè, giờ trên núi nè, mình nhấp thôi, chứ đừng có bắn mà đứng lúc đầu lâu quá nó chơi hết sọt á. Gạt nè. Bốn viên rồi. Rồi bắn viên nữa rồi chết rồi. Ui, nào bắn lạc đạn qua đây dữ à. Bắn chỗ sợ rồi anh em. Ui, ghê ta, biết trả đam luôn ghê ta. Nó biết trả đam luôn rồi anh em. Anh em thấy ai bị cờ không? Vừa lú ra bắn tí xíu rồi. Bỏ máu rồi. Ờ, thịt bên này. Ờ, chia ra 2-2 nha. Bắn nóc cú liền, chứ để nó đẩy à. Giờ trên núi team nữa. 3 team, mình là team thứ 4. Đó, mặc dù táp dính con viên à, nhưng mà nó sợ anh em. Nó sợ. Bây giờ táp vậy bảo đảm sợ. Cũng vậy thôi, tâm lý mình là vậy mà. Thấy nó táp dính quá, sợ. Nè, một đầu nè. Một người nè, lú vô liền nè. Đâu bắn dính mình đâu, thấy anh em. Đó, mình cứ nhấp nhả, mình táp thôi. Bởi vậy mà đạn á, 10 viên thì dính 1-2 viên thôi à. Đó nên là cứ bắn đi. Đó, táp cho nó khỏi bắn nữa, sợ liền. Đó, mình táp chuẩn vô cái chỗ nó đang đứng á. Nghe đạn nó lùa vô bức tường nè. Ví dụ mình đứng ở đây phải không, táp vô bức tường mình cũng sợ phải không? Đó, tâm lý mình vậy thôi. Nóc nè. Nóc một nè, trên núi nè. Nóc trên núi. Mark the location. Ba team lận, bây giờ canh đẩy team trên núi dưới đi. Ở bên kia hai team lận. Giờ đẩy trên núi dưới đi, xuống nè, chơi nè. Xuống xe nè, nhanh. Ok. Xuống xe nè, tập hợp lên xe nè, đẩy trên núi trước. Chỉ công nhau bên đấy, đứng ở trên đấy lâu, bọn nó cố, bọn nó công lên nữa. Trên núi, một tìm, ui, bắn nhau kìa. Hai tên công nhau kìa, có chơi không? Ui, nó nóc ngược lại kìa, quá luôn, chơi. Đây, thời cơ tới anh em. Hai team công nhau thì team thứ ba lúc nào cũng lợi thế. Hỏi lia kìa, vô luôn. Lên luôn. Lợi thế nó cũng nóc mà. Lên lầu nha.
đẩy luôn, đẩy thẳng luôn. Phải. Mẹ. Gì vậy? Tầng 1, xuống. Hoài nha, nó ra hoài nè. Hai thằng nha. Ok. Yêu. Lê. Nó chửi má gì quá trời luôn. Đây là team anh em fan nãy nè anh em. Đây là team anh em fan nãy nè. Đúng rồi anh em ơi, hai team công nhau thì team thứ ba lúc nào cũng có lợi ha. Bởi vậy mình lựa thời cơ giữa đúng thời điểm mình công mình đẩy liền. Thấy nóc là đẩy liền. Sợ gì đâu. À, giờ giặt được full cấp 8, cấp 6 luôn. À, bắn nó bệt xỉu luôn nè. Còn bọn trên núi nữa, lia hai team rồi. Ui. Nó canh sẵn rồi. Trên núi nó canh sẵn rồi nha. Nước vô nè. Phun nước vô. Phun nước rồi. Mẹ. Watch out. Nóc một nha. Coi 8 vô là 3 viên rồi nóc anh em ơi. Khỏi cần nói nhiều. Đi, giờ kiếm xe đi nè anh em. Kiếm xe, nó mới phá mình hết chiếc rồi. Giờ kiếm xe mình đẩy lên núi luôn. Đi rồi. Bo rồi, bo vô rồi. Lên xe đi nè. Nãy mình khói ra nha anh em. Khói ra lấy xe á. Giờ sợ trên núi nó kê, còn kê mình nên mà phải đi sát vô nha. Sát vô mép đường nè, có cái gờ nè, thấy chưa? Đấy. Đó, mình không đi sát vậy là xe dính chắc luôn á. Thấy chưa? Mình phải lựa điểm mình đi, mình kê nha anh em. Đây mình kê nó lại nè, thấy nó đi nè. Trước mặt nè, xảy nè. hai team đi rồi, còn team nữa. Gạt luôn. Gạt, ngon. Lên xe nào, một người lên xe luôn nè. Hoàng lên xe luôn nè. Lên xe. Vậy. Đi ông, lên xe lẹ nè, đẩy luôn nè. Đẩy luôn nha. Chia hai ai cho anh em. Hai người ở lại giữ. Rồi mình đẩy lên đây, móc cánh phải nữa rồi. To nó lại. Watch out. Thành cái vòng tròn là xong. Watch out. Chặn hai đầu là xong. Xuống đây quan sát rồi đã. Mình có cái gờ đồi không? Mình không có lao thẳng vô. Nó khói rồi, mình không biết vị trí nữa. Mà mình chỉ có hai người nữa. Giờ mình lấy mở đây. Trọng ở đây giữ rồi. Mở nó tuốt đồi luôn. Mở bao vây nó luôn. Cho nó khỏi đi đâu hết. Tại nãy giờ bọn này trên núi nó kê mình thấy ghét. Giờ bao vây luôn. Đó mình mở xa ra anh em. Mở ra 200m gì đó. Nó còn đông thì mở xa hơn. Cái này còn ít người thì mở gần lại. À trước mặt nè. Này. Trong khỏi nha. Mark the location. Chưa biết nha. Đó có bom lên. Đó có bom. Mark the location. Ờ. Lê luôn à. Hay gạt. Lê luôn à, lê rồi. Giờ lấy xe nè. Tôi lấy xe cho. Lúc đi. Lấy xe cho. Đó giờ lấy xe đi anh em. Thằng của tôi rồi. Ừ. Máu nước rồi đi, lấy xe nè. Tôi lấy xe tôi chở cho. Đó lấy xe đi chung nha anh em. Chứ để đi lẻ chết à. Có đủ rồi, bao đủ rồi. Chia đạn cho ông đội, nãy đồng đội thiếu đạn quá. Đội ở xa đó, hai ông đội ở xa. Giờ mình lấy chỗ này mình quan sát, mình kê trước đi. Bo vô rồi mình tính tiếp. Đâu ạ? À? Enemies ahead. Ở đấy. 340m là mình bắn iPhone đó anh em, nhìn không xa bằng mấy bạn iPad nha. iPad nhìn được 350m á, này mình không thấy được. Lúc luôn rồi. Đó, bởi vậy bắn iPad nó lợi thế hơn nhiều cái lắm. Mà mình bắn thì bắn iPhone.
lên xe nè, đẩy luôn nè. Đi không? Lên nè, lên 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 lên. Đi không? Mark the location. Bắn xe à? Chưa đủ ba thằng, ba thằng. Ôi xe bể bánh, xe bể bánh rồi. Chết mồ chưa? Xe bể bánh rồi. Úi. Cháy kìa, bánh cháy kìa. Đi ai chứ? Ngồi im nha, ngồi im nha. Để lên núi nè. Mark the location. Ngồi im, ngồi im, đừng nhảy, đừng nhảy. Nó bắn không trúng đâu. Rồi, lê lê anh rồi. Còn tiêu bên kia thôi. Đấy nè, đấy nè, đấy nè. Dưới khu nhà nghèo, dưới khu nhà nghèo, 15, 15. Ồ, nó bị bắn, nó bị bắn hay gì ạ? Nóc nè, nóc nè, nóc khu... Nóc dưới khu nhà nghèo nè. Ờ, 4 thằng bị, 4 thằng nóc 2, nóc 2, nóc 2. Xuống nè, xuống, 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 xuống. Đi luôn nè, đẩy nè, ai đẩy không? Lấy lũ đạn rồi. Ok, ok, đẩy đi. Tôi xuống, đẩy luôn, nóc 2 rồi. Nóc ở khu nhà nghèo nha. Nóc khu nhà nghèo rồi, giờ xuống, đẩy thôi. Ui, xe này bể bánh. Leo núi không được rồi. Đó, bắn tầm gần thì bắn holo anh em. Chứ để bắn cái 6 mù mát là chết á. Trong nhà nè, trong nhà nè. Watch out. Cứu xong rồi. Ôi, chưa cứu, chưa cứu. Lìa. Ngon, ngon, ngon. Lìa rồi, lìa rồi. Lìa khu nhà nghèo rồi. Còn 2 trên núi thôi. Còn bọn đùi phải. Nó bắn kìa. Đùi phải 3, 3 thằng, 2 thằng. Con 1, đẩy luôn, đẩy luôn, nó thằng kìa. Lên luôn, lao thẳng luôn. Ở thôi anh em. Ok. Hello. Có tạ anh hai con bớt. Còn cuối rồi. Chạy ra. Rồi, không hết rồi. Một viên cuối cùng anh em ơi. Một viên cuối cùng. Rồi, ok, thế top 1 nha. Ai viên cường chí tôm luôn nè. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi tới hết clip nha. Đó, cảm ơn anh em đã like, subscribe kênh ủng hộ nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em vào phần tiếp theo nha. Đó, mình sẽ up tiếp thôi. Chuẩn bị hết mùa rồi. Mới đây nhanh quá. Rồi, bye bye anh em.